Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6 quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì chúng ta được học về phép cộng, phép trừ đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em bài số 5, phép nhân và phép chia số tự nhiên. Và từ cái bài số 5 này, về phần kiến thức cần nhớ thầy cũng sẽ ôn lại một xíu để chúng ta nắm thôi. Còn bạn nào mà muốn xem chi tiết ở những cái bài này, thầy đề nghị chúng ta nên vào ở trong sách giáo khoa, clip ở sách giáo khoa và thầy đã up ở trên kênh miễn phí rồi. Các em cứ vào đó các em xem và học lại giùm thầy nha. Chứ bây giờ mà để mà thầy giải chi tiết và giảng chi tiết ở phần lý thuyết nữa thì nó rất là mất thời gian của thầy em. Tại vì thầy tận dụng cái thời gian vào ngày nghỉ chủ nhật hoặc là vào buổi tối để quay. Cả ngày thì thầy ở trên trường rồi nên nó không có đủ thời gian để mà quay cực kỳ chi tiết của cái phần lý thuyết được hết các em nha. Mà bạn nào muốn xem chi tiết thì vào trong kênh của thầy và nhớ đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh của thầy em nha. Cảm ơn em và quý phụ huynh. Ok. Như vậy về nói về phép nhân và phép chia thì chúng ta có A nhân B thì bằng C. Trong đó ở đây đó chính là gì? Thừa số nè. Thừa số ở đây cũng là gì? Thừa số, và đây chính là gì? Là tích. Như vậy thì để tính được cái thừa số bằng tích, để tính thừa số thứ nhất thì các em chỉ lấy tích chia cho thừa số thứ hai. Để tính thừa số thứ hai thì các em lấy tích chia cho thừa số thứ nhất. Thì như vậy thôi, được chưa? Cái thứ hai là phép chia. Ta có này, nếu mà A chia cho B thì bằng C, nếu ở đây có R, đây là quy, thường là người ta sử dụng là chữ quy là thương em. Thì trong đó nhớ này, đây chính là số bị chia. Đây chính là số chia. Quy này chính là thương. Và R này đây chính là số dư. Các em hiểu nào, số dư. Thì nếu như nó có trường hợp này, nếu R này mà bằng 0 á thì A này nó sẽ bằng B nhân quy. Nghĩa là gì? Nghĩa là số bị chia này sẽ bằng lại số chia nhân cho thương. Còn nếu như R này mà khác không thì khi đó sẽ A sẽ bằng là B nhân quy cộng cho R. Nhớ không thầy như vậy? Đó, vậy thôi. Các em hiểu nào? Được chưa? Rồi, nếu như ở trong cái phép tính này, để mà tính số chia thì các em sẽ lấy số bị chia chia cho thương nha. Nếu từ đây thầy suy ra, nếu B nó sẽ bằng là A sẽ chia cho quy. Nếu để tính thương thì thầy sẽ lấy số bị chia chia cho số chia. Thì cái này chúng ta đã biết rồi. Vậy thôi. Còn ở trong sách này người ta cũng đã ghi rất là rõ, thì thầy đề nghị các em sẽ đọc qua nha. Chứ bây giờ thầy sẽ tập trung là giải ở cái phần phần C là phần bài tập các em. Chứ còn mà thầy nói hết trong cái quyển sách này mà cực kỳ kỹ nữa thì thầy không có một cái thời gian nào mà để quay cho các khối lớp còn lại các em. Thực sự là các em sẽ thông cảm. Còn bạn nào mà muốn xem chi tiết về cái phần này thì chúng ta vào trong sách giáo khoa, clip sách giáo khoa ở cái bài số 5 chúng ta xem nha. Và kỹ năng giải toán. Ok. Các ví dụ. Ví dụ thì ở trong đây người ta cũng đã hướng dẫn rất là kỹ các em, đặc biệt là cái tính chất phân phối nha, giữa phép nhân phép cộng. Mục đích chính của thầy là làm cho em phần C này, là phần bài tập này. Chú trong đây cái lượng bài tập cho rất là nhiều em, 1.39 cho tới 1.50, cực kỳ nhiều luôn. Mà những cái bài nó không phải là đơn giản, nó rất là dài. Thầy cứ muốn làm nhanh cũng không được, thực sự là như thế. Thầy phải làm chậm. Riêng phần bài tập là thầy phải làm chậm để các em hiểu. Ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở câu 1.39 em nha. Còn cái phần các ví dụ là em tự xem nha. Ok. Ta đi sang ở câu 1.39. Rất là dài nha. Cứ một câu như này cho 4 câu nhỏ thì cực kỳ dài ha. Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân. Tính chất kết hợp của phép nhân nghĩa là chúng ta phải tách một cái số đó thành tích của hai thừa số, sau đó chúng ta sẽ kết hợp. Hiểu chưa nào? Bây giờ thầy sẽ làm nhanh cho các em. Những bài này rất là dễ nên thầy sẽ làm nhanh. Bây giờ ở đây á, nó có hai cách. Cách thứ nhất, chúng ta có thể tách số 27, đại loại 21 này trở thành 3 nhân 7, hoặc là chúng ta có thể tách số 4 này trở thành 2 nhân 2. Chúng ta có hai cách như vậy. Thầy sẽ tách số 4 này trở thành 2 nhân 2, sau đó thầy sẽ nhóm 21 nhân với 2 đó, miễn sao nó đúng với tính chất của nó là được. Ở đây như vậy thì nó sẽ bằng là 42 nhân 2, thì đây sẽ bằng 84. Xong, 44 nhân cho 25 đó nè. Thì ở đây thầy sẽ tách trở thành là, tại vì ở đây có số 25
Thì em thấy là nếu như là 4 nhân 25 thì bằng 100, chứng tỏ thầy sẽ tách 44 này trở thành là 11 nhân cho 4 nhân cho 25. Sau đó thầy sẽ lại nhóm số 4 này với số 25 trở thành một nhóm. Như vậy ở đây sẽ bằng 11 nhân cho 100 và kết quả ở đây sẽ bằng 1100. Được nè. Câu C. Tương tự như vậy các em. Rồi. Thì đây em thấy có 125 mà đây có 56 thì thầy sẽ tách là 7 nhân 8. 8 thầy sẽ kết hợp với 125, tại vì 8 nhân 125 thì bằng 1000. Thấy không? 125 để đó. Như vậy ở đây thầy tách 8 nhân cho 7. Khi đó thầy sẽ nhóm là 125 nhân cho 8 này nhân cho 7. Như vậy ở đây sẽ bằng 1000 nhân cho 7 thì kết quả sẽ bằng 7000. Nghĩa là khi chúng ta tách nó phải có sự thông minh và khôn khéo một chút, chứ không phải là biết rằng là muốn tách cái gì thì tách để nhóm, nhưng mà thường á chúng ta tách nhóm nó phải ra số tròn trục, hiểu chưa nào? 19 nhân 8 thì này thì chắc chắn là không thể nào ra được tròn trục gì cả các em. Thì 19 là số nguyên tố là không thể tách gì được. Ở đây tách thành 4 nhân 2. Không, khi đó thầy kết hợp hai này. 19 nhân cho 4 là bằng 76 nhân cho 2 thì đây sẽ bằng 150, 152 xong. Hiểu chưa? 1.39 em. Những bài này rất dễ nên thầy sẽ làm nhanh. Còn bài nào khó thầy sẽ làm chậm. Chúng ta sẽ đi sang câu 1.40. Ta có 1.40 em. Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Phân phối nghĩa là cái này nè. Đó chính là chúng ta sẽ a nhân cho b cộng c. Thì khi đó chúng ta áp dụng công thức này này. Ta lấy a nhân b và lấy a nhân c. Nghĩa là khi đó chúng ta lấy a nhân b cộng cho a nhân c. Công thức đã có. Hiểu chưa? Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tách một số nào đó ra thành một cái tổng. Như vậy thì theo em thì để mà gọi là thông minh á, thì chúng ta nên tách số gì? Số 11 này trở thành là bao nhiêu cộng bao nhiêu để trở thành 11. Đó chính là 10 cộng 1 ha. Như vậy thầy sẽ lấy 91 nhân ở đây 11, thầy sẽ tách trở thành 10 cộng 1. Khi đó thầy áp dụng công thức này. Thầy lấy 91 nhân cho 10 cộng lấy 91 nhân cho 1. Đó. Như vậy 91 nhân 10 thì bằng 900, 910. 91 nhân 1 bằng 90. 91. Đúng không? Tiếp tục. Rồi chúng ta cộng. Cộng lại. Hay là chúng ta có thể tách cái 91 này trở thành là 90 cộng 1. Đó. Thì sẽ bằng 1000, 1000 cộng 1 là bằng 1001. Ở đây cộng luôn nha. Có cái này là được rồi. 45 nhân 12. Thì theo em chúng ta tách số nào? Đó chính là 12 thì bằng 10 cộng 2. Tiếp tục là áp dụng công thức này cho cái phần này. Đây bằng 450 cộng đây là 90. Đúng nè. Thì đó ta cộng lại luôn bằng 540 xong. Vậy đó. Ta sẽ đi sang câu 1.41. Thực sự là thầy đang đua chạy đua với thời gian các em. Thầy rất là bận nên là các em thông cảm nha. Ta đi sang câu 1.41. Tính hợp lý theo mẫu. Ở đây người ta không phải là cộng mà là trừ. Đó. Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ trừ 29 thì chắc chắn nó gần số bao nhiêu? Gần số 30. Không, nhưng mà chúng ta lấy 45. 29 thì em tách trở thành là 30 trừ 1. Không, 29 này nó sẽ bằng 30 trừ 1. Sau đó chúng ta sẽ lấy 45 nhân cho 30 trừ 45 nhân 1. 45 nhân cho 30 thì sẽ bằng bao nhiêu em? Ở đây chúng ta có thể tắt nhưng mà chúng ta nhân vô luôn. Được không nào? Đây sẽ bằng là 1350 trừ cho 45. Và kết quả ở đây chúng ta sẽ tính ra luôn. Sẽ bằng là ở đây 50 này. 10 trừ 45 thì còn 5 đúng không? 1305. 47 nhân 98. 98 thì nó gần với số nào em? Đó chính là gần số 100. Thì em lấy 47 nhân cho 100 trừ 2. Như vậy lấy 47 nhân cho 100 trừ 47 nhân 2. Như vậy bằng 47 nhân 100 là bằng 4700.
47 nhân cho 2 là bằng 94. Kết quả ở đây sẽ bằng là 4606, đúng không? Chính tính nhầm nha. Thằng này thì gần 1000 trừ 2 này. Gần 1000 thì chúng ta tách trở thành là 1000 trừ 2 ha. Nhân vô. Thầy nói nhiều đau họng lắm nha em. Số 2. 1, 2, 3. Trừ đi cho 30. Kết quả đây 14.970. Xong. Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở câu 1.42. Các em muốn ghi chép thì bấm dừng video lại nha. Ta sẽ đi sang ở câu 1.42 nha. Tính hợp lý. Hợp lý giống như tính nhanh này nha. Tức lần sau thầy sẽ không ghi đề mà thầy sẽ giải nó luôn bằng này. Để hạn chế thời gian chết của thầy nha. Ở đây em để ý nè, 5 x 11 x 18. Ở đây em thấy là 9 x 10 đây là 90. Số 4 này thầy tách trở thành là 2 nhân cho 45 này bằng 90. Chứng tỏ 5 x 18 này cũng sẽ bằng 90. Chứng tỏ là thầy sẽ nhóm lại. Rồi. Tất cả các nhóm này nó đều có 90. Cái số 4 này thầy sẽ tách trở thành là 2 x 2. Như vậy số 2 này thầy sẽ nhóm với 45. Còn một số 2 kia thầy sẽ nhóm với 29. Thầy sẽ làm nhanh một bước nha. Thầy nói lại này. Cái nhóm đầu tiên và cái nhóm thứ hai người ta hiểu rồi. Nhóm đầu tiên thầy nhóm 5 x 18. 9 x 10. Số 4 này này. Cái số 4 này thầy sẽ tách trở thành 2 x 2 nha em nha. 2 x 2 ở số 4 này này. Sau đó số 2 này thầy sẽ nhóm với 45. Và số 2 này thầy chỉ nhớ với 29, được chưa? 90 nhân 11, 90 nhân cho 31, 90 nhân 2 nhân cho 29 là bằng 58. Khi đó có 90 chung, thầy đặt 90 chung. Bên trong còn lại là 11, cộng 31 và cộng cho 58. Em hiểu bước này nè. Có 90 chung, chúng ta đặt 90 ra chung. Còn 11, cộng 31, cộng 58. Cộng lại bằng bao nhiêu nè? 89 cộng 11 chúng tỏ bằng 100. Kết quả đây sẽ bằng là 9.000. Rất là nhanh và gọn ha. Em hiểu không? Được chưa? Rồi chúng ta sẽ đi sang ở câu B nha. Một chấm 42 câu B nha. Cái đề thì không ghi nữa. Cái đề em tự ghi lại. Thầy sẽ làm bước đầu tiên. Các em để ý này. Ở đây 37 nhân 39 thì cái đề đó 78. 78 thì các em thấy nó chia hết cho 39 bằng 2. Chứng tỏ 78 này thầy sẽ tách trở thành là 39 nhân cho 2. Được không nào? Ở đây có 39 này, 78 này thầy tách trở thành 39 nhân 2. 13 nhân 85. Đó nè, 13 nhân 85. Thì cái số 13 này không tách được gì rồi. 85 thì thầy sẽ tách trở thành là 5 x 17. Các em nhé. Ở đây chỗ này tách thành ngoặc lại. Cộng 52 x 55. 52 thì thầy sẽ tách trở thành là 13 x cho 4. 55 thầy sẽ tách trở thành là bao nhiêu em? 5 x cho 11. Rồi, bàn tiếp này, xem thử nó ra cái gì nha. Bài này hơi khó hiểu một xíu. 37 x 39. Bây giờ thầy sẽ để 39 ra bên ngoài. Thầy sẽ nhóm 2 nhân cho 14. Đó. Tiếp tục. 13 cứ để đó. 5 nhân cho 17. Bây giờ thầy sẽ tiến hành nhóm. Thầy sẽ nhóm 13 với 5 lại một nhóm. 17 để riêng. Tương tự như vậy, hai nhóm đây, thầy sẽ lấy số 13 với số 5 này thầy sẽ nhóm một nhóm. Như vậy nó chỉ còn lại số 4 và số 11. Thầy sẽ cho nó vào một nhóm. Đó. Bằng tiếp 37 x 39. Ở đây 39 nhân đây 2 nhân cho 14 là bằng 28. 13 nhân cho 5 là bằng 65. Nhân đây cho 17. Thế hiểu không? Cộng
13 nhân 5 bằng 65, nhân cho đây cho 44. Rồi. Bây giờ thầy sẽ nhóm hàng này một nhóm. Thầy sẽ viết lại 37 nhân 39 cộng 39 nhân 28 một nhóm. Hai này một nhóm. Đó. Cái nhóm này thầy đặt cái gì chung? 39 ra chung, bên trong còn lại là 37 cộng cho 28. Cái nhóm này đặt cái gì ra chung? Đó chính là 65 nhân cho gì? 17 cộng cho 44. Đúng không? Em hiểu không? Hiểu chưa? Đây này. Như vậy thì ở đây sẽ bằng là 39 nhân cái này sẽ bằng 65. 65 thì nhân hai này cộng lại là bằng 61. Tiếp tục em thấy có gì chung em? Nó lại ra xuất hiện ra 65 chung rồi này. Như vậy thầy đặt 65 ra chung, bên trong còn lại là 39 cộng 61. Như vậy ra được 65 nhân lá hai này cộng lại là bằng 100. Như vậy ra được 6.500. Xong. Bài rất là hay luôn. Nó hơi khó, bài 142B này khó nghe em nha, không phải dễ đâu. Đó, làm như vậy là cực kỳ hợp lý luôn và rất là thích hợp. Ta sẽ đi sang bài cuối cùng, đó chính là 143 trong clip hôm nay nghe em nha. Được chưa? Các em muốn ghi chép gì thì các em bấm dừng video lại nha. Các em nhớ đăng ký khóa online cũng như đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông nha để nhận được những video mới nhất từ kênh của thầy. Ok. Ta sẽ đi sang những bài 143. Dưới đây là ảnh chụp bài kiểm tra của bạn Lê. Cô giáo phê sai, hãy giải thích những lỗi sai của bạn Lê. Bài thứ nhất, em kiểm tra thử này. Rồi, đúng rồi. 6 x 6 thế này. 6 x 6 ở đây phải là bằng 36, ở đây bằng 34 này. Sai chỗ đây này. Cái này phải bằng 36 mới đúng. Khi đó 36 thì chỗ này phải bằng chỗ máy số 2. Đó chính là chỗ sai thứ nhất. Các em hiểu không? Ở đây các em trình bày ra là phép tính 1 là thằng này này. Là ở đây các em ghi là 6 x 6 phải bằng là 36 à, chứ không phải 6 x 6 bằng 34. Như vậy đây là sai. Được chưa? Phép tính 2. Thầy sửa trực tiếp ở trên bài này luôn thì các em chỉ thấy rất dễ hiểu. Ở phép tính 2 thì sao này? Các em thấy cái số này. Cái số này sao? Cái số dư 21 mà nó lớn hơn số 17 thì chứng tỏ nó là sai rồi. Các em hiểu chưa nè? Sai chỗ đây. Như vậy thì ở đây là số dư 21 nó lớn hơn cái gì em? Số chia 17. Vậy thôi. Phép tính 3. Em nhìn đây. Đố em phát hiện chỗ nào sai. Ở đây là 203 nhân 3 nhân 8 là bằng 24. Cái viết 24 chỗ đây, đặt số 0 đây là sai biết rồi. Nghĩa là bạn chưa thực hiện chia đến tận cùng. Ta còn phải chia cho mấy? Chia 5 cho 8 nữa thì được không dư 5. Vậy thương phải là bao nhiêu em? Thương phải là 30. Thương phải là 30 chứ không phải là 3. À, thương phải là 30 chứ không phải là 3. À, và cách thực hiện là chắc chắn cũng sai. Sai chỗ này. Thầy đánh dấu các vị trí để chúng ta chú ý trực tiếp trên bài luôn để chúng ta giải thích cho giáo viên hiểu. Được chưa? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay cho em bài số 6 nha. Chúc em học tốt. Bye bye. Ok. Bạn nào có đầy đủ đường link đó, từ bài 144 thì chúng ta bắt buộc phải đăng ký khóa học với thầy nha. Bye nha.